Chóng mặt là tình trạng mất thăng bằng khiến bản thân có cảm giác đang bị xoay vòng vòng hoặc thế giới xung quanh bạn đang quay cuồng, khiến bạn có nguy cơ té ngã. Hầu hết trong chúng ta ai cũng đã từng có một lần rơi vào tình trạng này. Vậy khi bị chóng mặt, ta nên ăn gì và kiêng ăn gì? Hãy cùng Khỏe Mạnh Đúng Cách tìm hiểu ngay sau đây. Hoa mắt, chóng mặt và đau đầu là bệnh lý thường gặp khi cơ thể đang mắc phải một số triệu chứng như viêm tai trong, đau nửa đầu, đột quỵ, hạ đường huyết, rối loạn tiền đình, thiếu máu, xuất huyết não trong trường hợp hiếm hoi. Nếu bạn thường bị hoa mắt, chóng mặt và đau đầu, ngoài đi khám bác sĩ thì nên áp dụng chế độ dinh dưỡng dưới đây giúp cải thiện tình hình rất hiệu quả. Dưới đây là những thực phẩm nên ăn và nên hạn chế nếu bạn thường xuyên bị chóng mặt theo chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Tuấn, cố vấn chuyên môn khoa nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Các loại thực phẩm nên hạn chế, ngoài việc chữa trị chóng mặt bằng thuốc hoặc các bài tập theo chỉ định của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng hàng ngày cũng rất quan trọng. Theo đó, chế độ ăn phụ thuộc nhiều vào nguyên nhân của chóng mặt, cụ thể như việc hạn chế muối, cà phê, rượu, thuốc lá ở người bị bệnh Meniere, rối loạn thính lực. Bác sĩ Tuấn cho biết, người thường xuyên bị chóng mặt nên tránh các loại thực phẩm sau. Thức ăn có đường hay muối cao. Đường và muối là hai thành phần không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Tuy nhiên, ăn nhiều muối có thể làm mất cân bằng các khoáng chất trong cơ thể và ảnh hưởng đến tình trạng chóng mặt. Trong khi thức ăn có nhiều đường sẽ khiến chứng chóng mặt kéo dài. Caffeine, rượu bia, nồng độ cồn trong rượu bia và caffeine trong cà phê cũng là các chất kích thích góp phần tăng thêm chứng buồn nôn, chóng mặt và đau đầu. Nicotine có trong thuốc lá sẽ làm bạn bị rối loạn giấc ngủ, gây chóng mặt, đau đầu và cản trở sự lưu thông máu. Thức ăn lên men. Các chất hóa học tự nhiên có trong thực phẩm lên men có thể kích thích gây đau nửa đầu. Thức ăn gây ra cơn migraine. Phô mai ủ lâu, nho, rượu vang, quả sung, thực phẩm lên men, thịt chế biến như xúc xích và thịt nguội, chất sulfit trong tôm và khoai tây chế biến. Thực phẩm nên dùng. Người bệnh chóng mặt do rối loạn tiền đình hoặc do các nguyên nhân khác nên ăn các loại thực phẩm tốt cho hệ thần kinh và miễn dịch. Cụ thể là các thực phẩm giàu vitamin nhóm B như vitamin B6, B9, vitamin C và magie, uống đủ nước, nhất là các loại nước trái cây. Các loại thực phẩm giàu vitamin B6 giúp tăng cường hoạt động của hệ thần kinh, rất tốt cho người mắc bệnh rối loạn tiền đình. Trong thực đơn mỗi ngày của người bệnh nên bổ sung các loại thực phẩm như thịt bò, thịt heo, gà, cá hồi hay cá ngừ. Vitamin B9 ngoài việc tham gia vào quá trình phát triển và phân chia tế bào, sản xuất hồng cầu và ngăn ngừa bệnh thiếu máu, vitamin B9 còn tham gia các hoạt động dẫn truyền thần kinh ở não. Vitamin B9 ngoài việc tham gia vào quá trình phát triển và phân chia tế bào, sản xuất hồng cầu và ngăn ngừa bệnh thiếu máu, vitamin B9 còn tham gia các hoạt động dẫn truyền thần kinh ở não. Các thực phẩm chứa vitamin B9 là gan động vật như bò, heo, gà, rau có lá màu xanh đậm như súp lơ xanh, có lợi cho người thường xuyên mắc chứng chóng mặt. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào não, duy trì một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Các món ăn chứa vitamin C như cam, bưởi, chanh, kiwi, dâu tây, cà chua, ớt chuông cũng giúp hấp thu các khoáng chất vi lượng tốt cho não. Magie có vai trò to lớn trong việc điều hòa các chức năng của dây thần kinh, làm dịu thần kinh. Do đó, người bị chóng mặt nên bổ sung thực phẩm giàu magie như hải sản biển và cá nước ngọt, thịt các loại, đậu đỗ và các loại hạt. Để tăng cường thêm hiệu quả điều trị, triệu chứng và nguy cơ chóng mặt, người bệnh cần điều chỉnh lối sống và chế độ sinh hoạt hợp lý. Người bệnh cần nghỉ ngơi, tránh căng thẳng, lo âu quá nhiều, không nên ngồi lâu một chỗ, vận động nhẹ nhàng, giữ tư thế ngồi phù hợp khi làm việc và ngủ đủ giấc. Thêm nữa, các bài tập như xoay vùng đầu, cổ gáy chậm rãi cũng có thể phòng ngừa triệu chứng chóng mặt. Các bạn thấy như thế nào về thông tin này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.